thì sáng giờ á đã được đi chơi rồi nè, đã được đi ăn uống rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ đến giờ học vẽ nha. Giỏi, chủ đề hôm nay sẽ là vẽ phong cảnh. Từ sáng giờ các con đã đi xung quanh đầm sen rồi. Các con thấy phong cảnh nào đẹp, con vật nào mà các con thích, hay là bất kỳ một cái phong cảnh nào xung quanh các con, thì các con cứ vẽ vào bức tranh của mình nha, để thể hiện cảm nhận của mình về chuyến tham quan hôm nay, được không nè? Yeah. Và bây giờ, giờ vẽ bắt đầu. Coi màu đen con. Cho con lấy cái màu giống mình không? Con màu đen. Coi con màu đen. Rồi, vẽ nha. Có vẻ đúng rồi đó, vẽ tiếp đi. Con vẽ nó đâu rồi? Chó, đánh nó. Ôi, ôi sao chết rồi? Chết con, làm gì đó? Dạ. Lợi à, cất cái máy của con vào. Dạ. Nhanh dạ. Lên. Con cất rồi nè. Rồi, các con tiếp tục vẽ đi nha. Dạ. Né qua. Lợi ơi, cho thầy mình một chiêu. Được không? Rồi, đợi mình xíu. Ây da, chấp thua rồi. Yeah, thắng ngược rồi. Nè, cho bạn mượn nè. Mình đi uống nước. Ơi, cho tụi con đi uống nước nha. Ừ. Dạ. Cho mình mượn chơi xíu nha. Ê, cái gì vậy? Nó uống nước thì nó mất cá. Ăn cá đó. Đi nè, đang chơi này dưới lắm. Ai cho bạn mượn máy của mình? Cả đây. Mình có sợ xin tiếng Anh rồi mà. Nhưng mà Abu cũng đã xin mình. Mình chưa kịp nói thì Abu đã giật rồi. Trả lại cho mình Abu. Cho mình chơi xíu đi. Không, giữ đây. Sao này phải cho tiếng Anh mượn mà. Tại mình hết đó được không? Trả lại cho mình. Là gì vậy? Vậy? Em không trả. Em trả cho người ta đi. Tụi con làm gì vậy? Đứng lên. Khoanh tay lại hết cho cô, nhanh. Lợi. Dạ. Đưa cái báo cho cô. Dạ. Có chuyện gì xảy ra vậy? Dạ, là tại bạn áo bù á, giành đồ chơi của con á cô. Con chỉ muốn chơi xíu à. Con đó, không có được giành đồ của bạn như vậy. Dạ. Được các con nữa. Tụm ba, tụm bảy để cãi nhau đúng không? Mai xin lỗi cô, nhanh lên. Dạ, tụi con xin lỗi cô. Giỏi. Thôi mà em, tha cho tụi nhỏ đi. Nó hay vậy mà. Rồi, cô tha lỗi rồi đó. Bây giờ như vậy, hết giờ vẽ lao rồi. Tụi con hãy trở lại vị trí của mình. Học vẽ tiếp, rõ chưa? Dạ. Sao vậy? Em có sao không vậy? Không có gì chị. Chỉ có thấy em bao màu màng sao á. Bộ em có sao không? Không có gì đâu chị. Sao? Mấy hôm nay ba nghe cô giáo nói là con vô trường thích chơi đua xe lắm đúng không? Dạ. Nếu bây giờ ba cho con món quà thì con có vui hơn không? Thì vui. Và phải học giỏi đúng không? Dạ. Đây. Yeah. Rồi, bây giờ Vi ở nhà dạy em học, ba đi làm nha. Dạ. Ừ. Ngoài đang mua, ba đi cẩn thận nha. Ừ, ba đi làm nha mấy đứa. Đi làm nha con. Dạ. Ba làm cẩn thận. Ờ. Ba làm cẩn thận nha. Ủa, mở ra xem đi. Mở dạ. Liền đi bộ. Từ từ, để em mới mở được chứ. Mở đi. Mở đi. Em cẩn thận nè. Cẩn thận nè. Cẩn thận nè. Cái này nè, coi coi. Bên đó thì để em chờ đi nè. Hai đứa từ từ thôi, đừng có tranh nhau. Wow. Xe ô tô biến hình robot.
Sao tôi biết là làm sao ta? Mở ra xem đi. Cái con đuôi. Cái gì vậy? Cái tiệm cho mọi người. Thích ta. Bỏ đi con đi. Bồ, có xe nè. Mới nãy ba là xích xe xong mà. Đúng rồi bồ. Đúng rồi đó. Xe biến hình nè. Nó biến thành cái con này nè, đẹp lắm. Đẹp lắm á bồ. Đẹp lắm hả? Bồ ơi. Ba đứa nằm sấp qua kia đi. Bồ, con sấp qua đây cho đỡ ướt nè. Bồ em không thích món quà của ba hả? Nhà mình nghèo, mua được vậy là quý lắm rồi đó. Nhưng mà em thích chơi đua xe. Thôi, chị ấy đi thay quần nha. Ừ, em muốn chơi đua xe. Đi theo quần nè. Mình nhét vô. Bù ơi, quẹt trái nhanh lên. Mọi người ơi, đang lao dốc, bám chặt nha. Sắp chuẩn bị tới ổ gà rồi. Chuẩn bị sốc nè. Ý lợi lại đi chơi không? Không. Ai mà thèm chơi mấy cái đồ nhà quê này. Nhưng mà vui lắm á. Bây giờ ai muốn chơi ai bá đó thì theo tôi. Ê, để tôi với. Có chuyện gì vậy con? Sao vậy? Bạn sao bù đập bể ai bá của con. À bù, con hư quá à, sao con đập iPad của bạn? Con không làm. Bạn ơi bù nói dối á cô. Bạn ơi bù đập bể iPad của con. Cô bắt bạn nó đền cho con đi. Con có làm. Con chỉ tới hủ bạn ấy lại chơi cùng. Và tự nhiên bà ấy đập bể iPad đó cô. Các con có thấy a bù đập bể iPad của bạn không? Đúng rồi cô. Chuyện như thế nào? Các con kể cho cô nghe xem. Mấy bạn này á là anh chị em của nhau, không bên nhau sao được. Cô tin con đi cô, bạn ơi bù đập bể iPad của con. Không phải, tôi không có làm. Bạn làm á, tôi không có làm. Bạn làm á, tôi không có làm. Thôi thôi thôi, không có nói nữa. Bây giờ á, chuyện này cô sẽ mời phụ huynh của các con lên làm việc riêng. Riêng hai đứa chiều nay viết bài kiểm điểm với cô. Cô ơi cô, không phải bạn bù đâu, hồi nãy con thấy á. Bạn làm mình bể ai bá rồi kìa. Bạn lợi chạy xong rồi làm rớt cái ai bá đó. Chứ không phải tại bạn bù đâu cô. Thôi được rồi. Chuyện này tới đây là cô đã hiểu rồi. Bây giờ mấy đứa quay lại chơi với các bạn đi. Còn về lớp cô sẽ giải quyết tiếp. Được chưa? Dạ. Không có khóc nữa, không cãi nhau nữa. Dạ. Đi qua bên đó chơi đi.
sắp tới nhà Vi rồi. Ngày mai có gì tập tiếp nha. Vi cũng cảm ơn Khôi nhiều. Ai giống chị Hai vậy ba? Thì chị Hai đó. Ủa chị Hai đang nói chuyện với ai vậy ba? Bạn chị Hai sao ba biết được? Ba biết rồi, bạn này trong xóm gần nhà mình á.